Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Trang đây. Nhắc đến Invector thì chắc hẳn là chúng ta thường hay nghĩ công nghệ Invector sẽ xuất hiện ở trên máy lạnh, tủ lạnh hay là máy giặt này. Nhưng mà ngày nay thì công nghệ Invector còn được trang bị cả ở trên bếp từ nữa. Vậy thì tại sao bếp điện tử lại cần được trang bị công nghệ Invector này? Bây giờ hãy cùng Quỳnh Trang tìm hiểu nhé. Như các bạn đã biết, đối với những chiếc bếp từ đôi thì công suất hoạt động rất lớn. Chính vì vậy, nó cũng tiêu thụ một lượng lớn điện năng. Với những chiếc bếp mà không được trang bị công nghệ Invector thì mạch công suất cũng sẽ có một số mức nhất định. Ví dụ nhé, khi mà bạn muốn chọn mức công suất hoạt động là 500W thì đầu tiên bếp sẽ tăng lên mức công suất cao nhất khoảng chừng 2 giây, sau đó sẽ dừng nghỉ khoảng 1 giây. Và cái vòng lặp đi lặp lại liên tục đó, ngắt nghỉ đó sẽ giúp cho bếp luôn được duy trì mức công suất là 500W. Và nếu như các bạn để ý thì khi mà bếp hoạt động, chúng ta sẽ nghe được thấy tiếng è è khoảng chừng 2 giây và sau đó sẽ dừng lại khoảng chừng 1 giây. Để dễ hình dung, các bạn có thể tưởng tượng mình đang lái xe máy đi trên một con đường đông đúc, gặp đèn đỏ là bạn phải dừng lại, rồi sau đó tăng tốc lên để đi, rồi lại gặp đèn đỏ, rồi lại dừng lại. Cứ liên tục thì gặp đèn đỏ hoài như vậy, bạn phải tốn rất nhiều khoảng thời gian để tăng tốc và hao tổn rất nhiều năng lượng là xăng để xe hoạt động. Tương tự, mình có nấu nước trên một bếp từ không Invector cho các bạn thấy nước đang sôi, xong ngừng rồi lại tiếp tục đun sôi. Chính vì thế, khi mà chúng ta sử dụng bếp từ thông thường để nấu các món ăn như là chiên rán này mà chúng ta chọn mức công suất hoạt động thấp ấy, thì sẽ khiến cho thức ăn không chín đều này, không được ngon. Và đồng thời với việc mà đóng ngắt liên tục như vậy thì cũng tiêu hao nhiều điện năng hơn. Và để khắc phục tình trạng này thì hiện nay các bếp từ đôi trở lên đã được trang bị thêm công nghệ Invector. Công nghệ Invector ở trên bếp từ là một bước đột phá giúp cho bếp điện từ có thể hoạt động ở mức công suất tốt nhất. Bếp sử dụng vi xử lý thông minh có thể cố định dòng điện, cố định công suất đun nấu. Và khi mà chúng ta lựa chọn một mức nhiệt độ nhất định thì bếp sẽ tăng lên nhiệt độ cao rồi từ từ hạ xuống mức nhiệt mà bạn đã lựa chọn. Và khi cảm nhận rằng mức nhiệt không đủ thì bếp sẽ từ từ tăng lên, lặp đi lặp lại như vậy chứ không phải là đóng ngắt như là những chiếc bếp mà không được trang bị công nghệ Invector. Cũng có thể tưởng tượng đơn giản, bạn may mắn được lái xe trên một quãng đường thoáng đãng không có đèn đỏ. Bạn cứ chạy với vận tốc 40, 50, 60, rồi 60, 50, 40, cứ đều đều mà không phải hạ tốc rồi tăng tốc lại liên tục như vậy. Ví dụ như ở chiếc bếp từ này, mình nấu nước sôi ở mức công suất mong muốn. Bạn có thể quan sát nước được nấu sôi ổn định hơn mà không có hiện tượng đóng ngắt liên tục như những chiếc bếp từ thông thường. Với những thông tin trên thì có thể thấy rằng với những chiếc bếp mà không được trang bị công nghệ Invector sẽ tiêu hao điện năng nhiều hơn, bởi vì là bếp sẽ phải tăng công suất lên mức cao nhất rồi ngừng lại, hạ xuống và lại tiếp tục tăng công suất lên mức cao nhất. Và với những chiếc bếp mà được trang bị công nghệ Invector thì bếp sẽ chạy đều và ổn định hơn, như vậy thì sẽ giúp tiết kiệm điện năng hơn. Và theo như một vài số liệu thống kê thì những chiếc bếp mà có công nghệ Invector sẽ tiết kiệm điện năng hơn khoảng chừng từ 5 cho đến 10% so với những chiếc bếp điện từ thông thường khác. Bên cạnh đó, bếp từ có Invector còn giúp nấu ăn ngon hơn vì mình có thể kiểm soát năng lượng, điều chỉnh mức nhiệt thấp tốt hơn. Nhờ đó mà món ăn không bị cháy, nấu cũng ngon hơn. Đặc biệt, khi mà chúng ta nấu những món ăn về chiên rán này mà chúng ta sử dụng những chiếc bếp điện từ thông thường ấy thì mức nhiệt lượng sẽ không ổn định. Việc đóng ngắt liên tục như vậy sẽ khiến cho dầu không đủ độ nóng và thức ăn của chúng ta chín không đều. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng những chiếc bếp điện từ có trang bị công nghệ Invector thì sẽ giúp cho nhiệt lượng được duy trì ổn định và giúp cho thức ăn của chúng ta ngon hơn. Đồng thời, có thể thấy là với những chiếc bếp từ mà được trang bị công nghệ Invector thì cũng sẽ giúp giảm tiếng ồn. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bếp từ có Invector và cũng có nhiều loại là không có. Nhưng mà các bạn có thể dựa vào một số chức năng thể hiện rõ những ưu điểm nổi bật khi mà bếp được trang bị công nghệ Invector, như là chức năng nấu siêu tốc booster, lập trình thời gian nấu, hâm nóng, giữ nhiệt, hay là xem bếp lúc nấu có đóng ngắt liên tục không để chúng ta phân biệt nhé. Với những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Trang thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết một phần nào lý do vì sao mà những chiếc bếp từ, đặc biệt là những chiếc bếp từ đôi, thường được trang bị công nghệ Invector đúng không ạ? Và với những ưu điểm vượt trội của công nghệ này thì người tiêu dùng của chúng ta thì cũng nên lựa chọn những chiếc bếp từ mà được trang bị công nghệ Invector các bạn nhé. Còn nếu như các bạn đang phân vân lựa chọn cho gia đình mình một chiếc bếp từ thì hãy cùng lên ngay trang web hoặc tới ngay với Điện Máy Xanh để được nhân viên tư vấn hỗ trợ nhé. Nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho Trang một like và một subscribe để ủng hộ cho Điện Máy Xanh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.